Toilet. Mặt nóng quá. Bình tĩnh chút nào. Lát còn phải gặp nữ thần nữa. Như lời nói của cô ấy, xem ra hôm nay nữ thần có một chút gì đó không thoải mái lắm. Vài phút trước, đừng đi. Được không? Nhưng mà không đi không được đâu. Tôi chính là đi, đừng đi. Nhà vệ sinh. Xấu hổ quá, vì mình chỉ là muốn đi toilet thôi. Sao lại làm như là sinh ly tử biệt vậy? Nữ thần. Sao cô lại đứng ở đây? Đang đợi tôi sao? Lâm Mục. Cậu muốn rời khỏi gia sao? Hóa ra nữ thần trở nên khác thường như vậy thì cô ấy nghĩ là mình sẽ rời khỏi gia sao? Cô yên tâm, tôi sẽ không rời khỏi gia đâu. Tuy là dưới trướng của tổng giám đốc bác rất là cực khổ, nhưng con người anh ấy không xấu. Hơn nữa bên cạnh anh ta cũng có thể học hỏi thêm nhiều điều. Cậu chắc chứ? Phú hồ. Phú hồ nữ thần cô cũng ở gia. Tôi làm sao có thể đi chứ? Mình đang nói cái gì vậy trời? Vậy đồ ở kia chắc là không đủ. Để tôi đi mua thêm một bình. Nữ thần. Cô sao thế? Không có gì. Nếu như cậu biết được nữ thần là tôi, thực sự tới ngày đó cậu vẫn sẽ lựa chọn ở lại chứ? Hay như bọn họ đều rời bỏ tôi. Công tử của một tập đoàn gia đình nào đó, có lẽ là có một thân phận mà ai cũng ngưỡng mộ. Nhưng cũng bởi vì như vậy, ba mẹ quá bận cho công việc không có thời gian quản lý bên cạnh tôi. Tự do tự tại quen rồi. Cảm xúc đối với người khác cũng nhạt dần. Cái áo mà ba mua mới mua cho tôi bị bẩn mất rồi. Ôi trời, phải làm sao đây? Đem giặt đi nè. Có thể tránh ra một chút không? Cứ bu vào đây sẽ ảnh hưởng qua việc lại đâu, qua lại đó. Cô giáo ơi, mất tiêu lại làm cho bạn gái khóc nữa rồi. Cậu ta sao lại như vậy? Cậu ta không thể nói dễ nghe một chút sao? Cậu ta không có bạn sao? Không có ai chơi với cậu ta. Đừng để ý cậu ta. Những câu nói như vậy mình đã nghe nhiều rồi. Tính khí không tốt.
bị chiều đánh hư rồi, khó chơi chung với nhau. Đây, chỗ này tôi không biết thiết kế làm sao cho đẹp đây, cô giúp tôi xem thử nhé. Bác Tiêu không phải rất lợi hại sao? Cậu đi hỏi cậu ta đi. Thôi, hay là thôi đi, tính khí của cậu ta không lẽ cậu không biết sao? Không có gì, tôi cũng không muốn lãng phí thời gian vào những cái thiết kế ngớ ngẩn của cậu. Tôi cứ tưởng cậu chỉ là người không thẳng thắn, xem ra tôi sai rồi. Cậu giống vậy không để ý tới cảm giác của người khác, cưỡng ép đặt cảm xúc lên người của tôi, sau đó tự mình thất vọng. Tôi biết rõ bản thân mình tính tình không tốt và không thẳng thắn, nhiều người đều sẽ ghét tôi hơn nữa, cuối cùng cũng sẽ rời bỏ tôi mà đi. Cậu nữa, nếu cậu thích tôi như vậy, hãy ở bên cạnh tôi mãi mãi nhé. Sắp bị siết chết rồi, ngày sản phẩm mới được công bố. Hôm qua nữ thần ôm mình là có ý gì vậy ta? Hay là nữ thần cũng có một chút cảm tình với mình rồi? Không, không, bình tĩnh nào. Công việc, công việc. Hậu trường buổi lễ công bố sản phẩm mới, lấy cho anh cái thắt lưng. Được, bác tổng. Chỗ này cần phải thắt chặt thêm chút. Bộ phận đèn điện và loa âm thanh bên kia của hậu trường đã chạy thử chưa? Tổng giám bác đều đã thử rồi, không có vấn đề gì. Ừ, làm việc của anh đi. Được, cảm thấy sắc mặt của tổng giám bác có gì đó không tốt lắm. Không dừng. Bác tổng, anh sao vậy? Anh vẫn tốt chứ? Tôi không sao. Cảm ơn, cậu đi làm việc của cậu đi. Thực sự là không sao sao? Tổng giám bác Hồng Nghị thế nào? Tổng giám bác hiện giờ như thế nào rồi? Bác sĩ đến đây rồi, không có bị gì nghiêm trọng. Đó là do tham công tiết dịch nên quá lao lực, cần phải nghỉ ngơi nhiều thêm chút. Giám đốc Trận, tổng giám bác, anh ấy gần đây không có được nghỉ ngơi tốt à? Sao lại có thể mệt đến té xỉu như vậy chứ? Đều tại tôi. Trước đây anh ta thấy Di đang cưa từng yêu người yêu của cậu, sợ anh bỏ đi, tôi đã đưa ra nhiều ý kiến không tốt. Hóa ra mọi người cũng biết chuyện người yêu tôi bị Di cưa cẩm sao? Thôi chết, lỡ miệng nói ra rồi.
À không, anh nói chính là muốn cậu giảm bớt áp lực. Vì vậy khoảng thời gian này cậu ta mỗi ngày đều tự mình tăng ca tới gần sáng. Cấp dưới của tôi không thể có chuyện tăng ca được. Hóa ra anh ấy không để tôi và mọi người tăng ca, lại ôm hết toàn việc vào mình, làm cho bản thân kiệt sức đến mức này. Tất cả chỉ xin muốn gì mình không rời đi. Chết mất rồi, chết rồi. Tổng giám bác ngã xuống rồi. Buổi lễ công bố phải làm sao đây? Cái đó không sao đâu. Tổng giám bác trước đó đã sắp xếp tất cả công việc ổn thỏa hết rồi. Căn cứ vào lịch trình hiện tại mà chạy thôi, sẽ không có vấn đề gì đâu. Có vấn đề lớn thì có trời ơi tổng giám đốc. Chứ vậy thì sàn cách quan của Tiêu Tiêu phải làm sao đây? Hết. Làm sao đây? Làm sao đây? Chị Tiêu Tiêu đến bây giờ vẫn chưa tới, cũng không liên lạc được với chị ấy. Sao lại thế? Tiêu nữ thần đó giờ chưa từng đến trễ mà. Cái nào đã xảy ra chuyện gì rồi? Giờ phải làm sao đây? Tổng giám bác thì bị ngất, Tiêu nữ thần cũng không đến. Chương trình lần này chắc sẽ xong mất rồi. Tổng giám bác không có ở đây, trách nhiệm lớn như vậy ai có thể đảm trách được? Thực tại không được rồi, chỉ còn cách hủy chương trình này thôi. Cái này cũng hết cách mất rồi. Không được, không thể hủy bỏ được. Đã có hơn một nửa số người đã đến bữa chương trình rồi, bây giờ tính hủy bỏ cũng muộn rồi. Giám đốc Cận à. Xong rồi, xong rồi. Ngơ người. Xem ra không còn hy vọng gì ở anh ta rồi. Làm sao đây? Nếu là tổng giám bác thì chuyện này anh ấy sẽ xử lý thế nào? Các vị, bây giờ nói từ bỏ quả thật là quá sớm. Tiểu Linh, phiền cô đi thông báo với những nhân viên khác ở hậu trường cho tiết mục của Tiêu Nữ Thần xuống dưới cuối cùng, ít nhất cũng kéo dài được thêm chút thời gian. Còn nữa, mọi người đừng để chuyện ngất xỉu của tổng giám bác lộ ra ngoài. Được. Còn nữa, cứ theo những sắp xếp của tổng giám bác mà tiến hành. Trợ lý Long, anh đang làm gì thế? Anh chỉ là một trợ lý không hơn không kém ở đây ra lệnh cho chúng tôi. Anh nghĩ anh đủ tư cách sao? Bàn tán xôn xao. Nếu cậu cảm thấy tôi không đủ tư cách, cậu có thể làm. Nhưng tôi nói những lời nói xấu xí này trước mặt mọi người. Nếu bởi vì cậu ra quyết định không thỏa đáng, làm cho xảy ra sai sót ở đâu đó, dẫn đến buổi công bố không thể diễn ra được chân tru. Cái trách nhiệm này cậu có thể gánh chịu hay không? Đương nhiên nếu sau này phát sinh ra bất kỳ sự việc nào đều do tôi đứng ra chịu trách nhiệm. Trước hết mọi người đều có thể phối hợp hết sức với tôi cho đến khi tổng giám bác tỉnh trở lại mới thôi.
Tại sao không khí ở đây lại thay đổi rồi? Được rồi, tất cả đều là chủ ý của anh. Sau này xảy ra chuyện gì thì chúng tôi không có quan hệ gì. Dọa chết mình rồi. Quả nhiên không phải cứ ở bên cạnh tổng giám ra bác được. Tóm lại, trước tiên học dáng vẻ của tổng giám bác để hù dọa mọi người rồi đã tính sao. Lòng người tuyệt đối không thể dở dụng. Bây giờ chỉ có thể bước đi bước nào hay bước đó. Cận. Tiểu nữ thần ngay cả cậu cũng không liên lạc được sao? Hay là có thể thay thế cô ấy không hả? Cậu đừng hy vọng về Tiêu Tiêu nữa. Cô ấy đột nhiên bị bệnh, đến không được rồi. Phần nó tìm người mẫu thay thế thì giờ cũng đã không kịp rồi. Huống hồ quần áo đều dựa vào số đo cơ thể của Tiêu Tiêu, sợ rằng người khác mặc vào không vừa rồi. Sao chứ? Tiêu nữ thần cũng bị bệnh sao chứ? Làm sao đây? Không có ai có thân hình phù hợp với cậu ta sao? Anh nhìn tôi làm cái gì? Áo quần nữ phù hợp với đàn ông thì cũng chỉ có thể để đàn ông mặc. Hả? Tôi. Thật thất vọng với bản thân quá. Tại sao mình lại luôn đồng ý với những yêu cầu vô lý như vậy chứ? Tại sao lại đồng ý thay tiên nữ thần lên sàn chứ? Nam gia nữ trang thật sự sẽ không bị phát hiện chứ? Hơn nữa, lỡ lúc ấy trên sân khấu lại xuất hiện những tình huống khó xử thì phải làm sao? Trời ạ, à, sắp phải lên sân khấu rồi. Lúc lên phải đi chân vào trước đây. Nào. Vài phút trước, cái gì? Để tôi thay thế tiêu nữ thần lên sân khấu sao? Không sao đâu, cậu và thân hình của Tiêu Tiêu cũng 1 9 1 10, cậu có lùn một chút nhưng không sao, đi thêm vài cao gót là được rồi. Giày này là giày thủy tinh sao? Để đeo cái này là biến thân à? Anh điên rồi. Tôi đó giờ chưa từng lên sân khấu. Tuyệt đối không được. Tổng giám bác vẫn còn nằm trong phòng nghỉ. Hay, nếu như cậu ấy tỉnh lại phát hiện tác phẩm của mình đổ hết tâm huyết vào không có cơ hội lên sàn diễn, không biết chừng sẽ đau lòng đến thế nào, bất lực đến thế nào. Cậu nhẫn tâm che mắt tất cả những chuyện này xảy ra hay sao? Hơn nữa bây giờ cũng không còn cách nào khác, chỉ có thể từ cách cuối cùng này thôi. Thật.
chuyện đến nước này, chỉ có thể ngậm cái đắng này thôi. Sắp đến lượt cô rồi đấy. Được, được rồi. Cậu làm rất tốt, phần còn lại hãy để cho tôi. Tiện nữ thần đến rồi. Wow, đẹp quá. Nữ thần xem chút giỏi chứ, mình cứ tưởng mình sẽ làm rối lên. Nữ thần cảm ơn cô nhiều lắm. May mắn cô đến rồi, nếu không thì tôi không biết phải làm sao nữa. Trừng mắt trước mặt nữ thần mà mặc đồ con gái thế này, làm sao hình tượng của mình trong lòng nữ thần. À, cái này tiêu rồi, tiêu nữ thần. Nóng quá. Tiêu nữ thần như vậy chắc là bị bệnh mà vẫn lên sàn diễn rồi. Bác tiêu tự làm khổ mình. Bệnh tình càng trở nên nghiêm trọng. Tiêu nữ thần, tôi gọi xe chở cô đi bệnh viện. Lâm Mục à. Tiêu tiêu, giao cho tôi là được rồi. Tôi có xe có thể đưa cô ấy đi. Hơn nữa, cậu cũng không thể ăn mặc như vậy đi được. Vậy cũng được. Vậy là lát nữa, tôi sẽ qua phòng nghỉ để chăm sóc bác tổng giám. Không được. À, tôi muốn nói. Tôi đi đây, cậu phải giúp tôi trông coi phía bên hậu trường. Mấy loại quần áo, máy móc đó đều phải thu hồi lại đủ. Bên phía bác tổng giám cũng giao lại cho tôi là được. Cậu nhất định không được qua đó làm phiền bác tổng giám nhé. Cứ quyết định như vậy đi. Giám đốc cận sao lại kỳ quá như vậy chứ? Phòng thay đồ. Mình cảm thấy mình đối với mặc đồ phụ nữ đã quen tay rồi. Hoàn toàn tẩy trang các thứ, giờ không cần phải tìm người khác giúp được nữa đó. Mình sau này cũng sẽ có lẽ sẽ giống như bác tổng giám bắt đầu đam mê những thứ kỳ quái sao. Trợ lý đặc biệt bên phía hậu trường đã sắp xếp như thế nào rồi, cần tôi làm gì không? Bên đó không còn gì nữa để làm, mọi người đều chuẩn bị đi rồi. Kể vậy rồi cậu cũng mau chóng về nhà nghỉ ngơi đi. Được. Bên phía bác tổng giám không biết thế nào rồi, một mình giám đốc cận có thể làm nổi không đây?
Không được hay là mình tự đi xem thử. Bắt tổng giám. Vẫn còn ngủ sao? Bác tổng dám đi đâu rồi? Giơ tay, anh cử động chút đi. Hay vô, sao mà giống như khúc gỗ vậy? Gì chứ, cậu còn đánh người à? Là giọng nói của giám đốc Cần, người còn lại không lẽ là bác tổng giám? Giám đốc Cần. Lâm Mục, sao cậu lại đến đây hả? Không phải nói cậu lần tới sao? Tôi vẫn không an tâm về bác tổng giám, vì vậy mới qua đây xem thử. À, đúng rồi, giám đốc Cận, anh vừa nãy không phải là tiễn nữ thần đi rồi sao? À ha, tôi vừa đổi cô ấy về rồi quay lại. Đây không phải là gì đi qua đi lại không ngừng để chăm sóc bác Tiêu sao? Nhanh vậy sao? Bệnh viện có cần với chỗ này sao? Tổng giám vẫn tốt chứ? Anh ấy rất khỏe ha, chính là bác tổng giám hả? Anh sao lại như vậy mà ra đây rồi? Đó là lần đầu mình thấy bác tổng dám can điểm như vậy. Bác tổng dám, sức khỏe anh vẫn tốt chứ? Mình làm cái gì mà cứ trừng mắt nhìn thế? Mình là biến thái à? Anh ta vẫn khỏe. Xem ra cảm thấy không phải là dáng vẻ bất tốt, rất tốt chứ nào. Những bộ quần áo này, sao lại nhìn quen mắt thế? Vậy đi Lâm Mục, tôi sẽ đưa bác Tiêu về nhà. Nếu cậu cũng không còn việc gì để làm nữa thì về đi. Mấy ngày nay công ty nghỉ, cũng nên vui vẻ nghỉ ngơi vài ngày nhé. Vậy cũng tốt. Nếu có chỗ nào mà tôi có thể giúp, nhất định phải liên lạc với tôi nha. Được rồi, đại khái cũng qua rồi. Các tổng giám, anh kéo tôi làm gì ạ? Các tổng giám, sao lại lạ thế? Em. Bác tổng giám, anh thật sự không sao chứ? Sao tôi cảm thấy anh ấy có vẻ sai sai sao ấy?
Có thể cậu ta sốt tới hồ đồ mất rồi ha. Lúc trước không phải còn khỏe sao? Sao lại nghiêm trọng như vậy? Thật sự không cần dẫn anh ấy đi bệnh viện. Không sao, không sao. Có thể là do mệt quá rồi. Lúc trước anh ta cũng như vậy. Anh đưa anh ấy về nhà nghỉ ngơi vài ngày là thì sao khỏe thôi. Không thể để anh ta đi bệnh viện. Đi bệnh viện Lâm Mục chắc chắn sẽ sẵn tiện đi thăm Tiêu Nữ Thần. Nhưng mà Tiêu Nữ Thần giống như đang ở đây, không có bệnh viện là một mặt khác của Bắc Tiêu, đến lúc đó mình phải giải thích làm sao đây, mình khổ quá mà. Vậy thì phải làm sao đây? Hay là cậu đưa anh ấy về nhà sẵn tiện chăm sóc anh ta, như vậy tôi cũng yên tâm được chút. Ủa hồ, bác Tiêu xem ra cũng không muốn rời xa cậu. Cảm thấy bây giờ nếu mà bỏ anh ta lại không lo. Có cảm giác như bản thân là ca nam phụ lòng người ta thì phải làm sao? Sao có thể nói bởi vì mình mới sinh bệnh, nếu mà một mình ở nhà bị bệnh không có ai chăm sóc thì cũng thật đáng thương rồi. Vậy được, bác tổng giám đốc cứ giao cho tôi phụ trách, tôi nhất định sẽ chăm sóc tốt cho anh ấy. Vậy giao cho cậu nhé. Vậy chúng tôi đi đây. Bác Tiêu, cậu đúng thật là tình yêu tinh quấn người mà. Cũng may giờ này nhân viên công ty đa số đã tan làm rồi. Nếu bị ai đó nhìn thấy mình cùng bác tổng giám như vậy chắc chắn là không thể giải thích rõ ràng được. Huống hồ còn ăn mặc như vậy, bác tổng giám anh buộc nút áo lại đi nhé, nếu không có một chút đi ra ngoài gió thổi lạnh bệnh càng thêm nghiêm trọng. Vậy anh có thể buông tay tôi giúp anh buộc lại. Được rồi, vậy thì mình chỉ có thể một tay cài nút. Khó quá, anh đừng có động đậy. Cùng nhau ngồi taxi về nhà. Cái này giờ nãy ánh mắt của tài xế taxi chắc chắn là hiểu lầm điều gì đó, ngồi vững nè. Hãy bỏ tay ra trước, yên tâm tôi sẽ không đi đâu đâu. Tôi sẽ đi nấu chút cháo cho anh, ăn xong cháo rồi uống thuốc, ngủ một giấc thì sẽ khỏi bệnh thôi.
cảm giác mình như là bà mẹ đang phải dỗ dành con uống thuốc vậy. Nóng đó, từ từ ăn nè, ngoan ngoãn ăn hết. Sao lại cảm thấy lúc này bác Tổng dám lại có một chút đáng yêu đến thế, dễ thương. Không sao có khả năng đó chứ, chắc mình đang bị ảo giác rồi. À xin lỗi, để tôi đi lấy giấy. Chắc khí tăng cao. Tại sao hấp cháo thôi mà gợi cảm lắm thế? Hơn nữa trên mặt mình dính cái gì sao? Làm gì mà cứ trừng mắt nhìn mình thế? Đỏ rồi. Đỏ là cái gì đỏ chứ? À, là do qua tay làm cho tay mình bị đỏ. Ừ, không sao đâu, không có đau. Được rồi, cháu cũng ăn xong. Rồi vậy tôi đi trước nha. Anh. Uống thuốc. Cái này ý là muốn mình đút thuốc cho anh ta sao? Cái hành động của trẻ con này không phù hợp với một người là bá đạo tổng tài như anh ta. Kỳ vọng. Được rồi, được rồi, thật là sợ anh quá rồi. Quá giỏi lắm. Nếu mà ngày mai bác tổng dám biết mình đối xử với anh ta như vậy, anh ta chắc sẽ là muốn đánh mình. Được rồi, vậy tôi đi trước nha. Đi ngủ. Hả? Đi ngủ. Cái tên này không lẽ là muốn mình hầu hạ đến tận giường sao hả? Quan, em tự mình nằm xuống đây, ngủ nha. Anh trai, em phải về nhà rồi. Đi ngủ. Anh là cái máy đi lặp lại à? Cái gì mà gần thế? Kỳ quá. Tại sao lại một chút là bắt mình đút cháo, một chút là bắt mình đút thuốc? Tôi sẽ đi nấu chút cháo cho anh ăn xong, cháo rồi uống thuốc, ngủ một giấc thì sẽ khỏi bệnh. Lẽ nào là do lời mình nói của mình sao? Cảm thấy nếu mà mình rời đi là trở thành một người lớn không biết giữ lời hứa, không làm đến nơi đến chốn, một đứa trẻ. Được rồi, bây giờ thì có thể ngoan ngoãn ngủ rồi chứ. Hạch tới hết dám yêu rồi. Lật người. Mơ hồ. Ngoan, anh trai, ngủ thêm chút nữa nha. Lạnh quá. Anh trai.
cứng đờ quay lại. Chào, anh khỏe rồi chứ? Khỏe rồi. Vậy thì tốt, vậy thì tốt. Nếu anh đã khỏe rồi vậy thì tôi không làm phiền anh nghỉ ngơi nữa nha. Mình đã làm cái gì vậy? Bác tổng giám quá đáng sợ rồi. Bé bác tiêu ngày hôm qua thật ngoan. Trưởng ban giám đốc Đỗ Nghị. Nghe nói buổi công bố bác tiêu bị bệnh ngất xỉu, nhưng mà buổi show đó lại thuận lợi được tổ chức tiếp tục ạ. Đúng ạ. Nghe nói là một trợ lý ở bên cạnh bác tiêu thay anh ấy chủ trì đại cục, từ đó nhân viên không bị rối loạn. Xem ra tôi đã quá nhẹ xem nhẹ cái tên trợ lý nhỏ bé này rồi. Đúng rồi, tôi đã nói các anh sau khi buổi công bố kết thúc thì mời Tiêu Tiêu đến đây. Người đâu rồi? Chúng tôi luôn đứng thủ ở cửa ra, nhưng đến tận lúc mọi người đều đi sạch. Cũng không thấy Tiêu Tiêu xuất hiện. Cậu muốn nói rồi cứ như vậy biến mất không để lại dấu vết gì đúng không? Bởi vì sức khỏe Tiêu Tiêu không thoải mái đã đến trễ cuối cùng một lần lên sân khấu, sau đó cô ấy còn rời sàn diễn. Chúng tôi ở trong ở ngoài đều đã tìm kiếm vài lần, quả thật không thấy người đâu. Hai người cùng một lúc đều bệnh rồi. Hơn nữa Tiêu Tiêu còn ở trong hậu trường biến mất không để lại dấu vết gì. Không thể nào. Cái này cũng hay đây. Nghe giám đốc Trận nói buổi công bố hôm qua có thể thuận lợi tổ chức được nhà cậu. Nếu không có cậu, bao tâm huyết của tôi đã lãng phí rồi. Cảm ơn cậu nhé. Không có đâu, gì tôi giống dĩ có làm gì đâu. Hơn nữa bác tổng giám, tôi nghe giám đốc anh nói rồi, anh mệt đến bệnh bởi vì sợ tôi bỏ đi. Cái tên Cận Tâm này sao chuyện gì cũng nói ra cho người nghe ngoài nghe thế? Cậu không phải là nghĩ nhiều như vậy, tôi chỉ vì tất cả nhân viên của công ty thôi. Tuy đáp án đã quá rõ ràng nhưng tôi vẫn muốn hỏi một chút, đã từ chối sạch sành sanh rồi chưa? Đương nhiên rồi, tôi không dễ dàng bị mê hoặc đâu, huống hồ tôi giống vậy cũng không muốn đi. Còn nữa, cảm ơn hôm qua cậu đã chăm sóc tôi ca ca. Chủ đề này có thể cho qua chưa? Đây là lần đầu tiên tôi bị bệnh được ăn cháo được chính tay người khác nấu. Trước đây chưa từng ăn qua sao?
lúc nhỏ bị bệnh muốn ăn, ba mẹ đều bận không có thời gian làm cho tôi. Bây giờ lớn rồi thì lại không muốn ăn. Nhưng mà cháo của cậu làm tôi rất thích. Lẽ nào bác tổng dám, lúc còn nhỏ bị bệnh không có ai chăm sóc sao? Nếu anh thích sau này tôi sẽ nấu cho anh ăn. Anh xem thân thể của anh đã mệt mỏi đến ngất xỉu, phải cố gắng bồi bổ đi. Anh còn muốn ăn gì nữa đều có thể nói với tôi. Trợ lý nhỏ thật ra vẫn còn rất quan tâm mình. Nữ thần sức khỏe của cô như thế nào vậy? Đã đỡ chút nào chưa? Cô vẫn còn ở bệnh viện à? Hôm nay tôi không có việc gì, để tôi đến thăm chăm sóc cô nhé. Sao nữ thần lại không trả lời mình vậy? Lẽ nào tình trạng của anh nhân không tốt? Mau lên, mau giúp cô ấy truyền dịch. Bệnh càng nghiêm trọng rồi sao? Mau mau, mau chóng quay đầu xe lại cho tôi đến bệnh viện đi. Cậu quan tâm cô ấy đến vậy sao? Cô ấy chỉ không trả lời tin nhắn của cậu thôi, còn cần gấp gáp như vậy không? Huống hồ ngay cả bệnh viện nào cậu cũng không biết. À đúng rồi, để tôi hỏi thử giám đốc cậu. Cậu đợi thêm chút nữa đi, cô ấy sẽ trả lời tin nhắn của cậu thôi. Hả? Anh ấy làm sao biết mình đang gửi tin nhắn của ai chứ? Vẫn đang đợi tin nhắn. À, nữ thần trả lời tôi rồi. Tôi không sao, đã xuất viện rồi. Tôi cũng đã rất lo lắng cho cô. Nếu như cậu vẫn không yên tâm, trưa nay chúng ta gặp mặt ăn với nhau bữa cơm được không? Và có thể ăn cơm với nữ thần, tuyệt trời ông mặt trời. Thế nào? Có phải là tôi rất khỏe không? Cậu đã yên tâm hơn rồi chứ? Thật sự quá tốt rồi. Bữa cơm này là chúc mừng cô xuất viện, tôi sẽ mời. Vậy tôi muốn gọi nhiều món đắt tiền chút. Đã lâu không gặp rồi, cậu đang ở. Sao đột nhiên lại muốn ăn cơm với mình? Thật ngại quá, bây giờ tôi cũng đang cùng đang ăn cơm với một người bạn ở gần công ty rồi. Lần sau nhé, lần sau tôi mời, gửi đi. Sao lại không trả lời nữa rồi? Sao thế? Không có gì, không có gì. À, món này có vẻ không tệ, gọi món này đi nhé. Lâm Mục. Quả nhiên cậu ở đây.
Cô nói rằng đây cậu vừa nói ăn cơm tôi liền nghĩ cậu chắc đến chỗ rồi. Ừ, vậy sao cùng hợp vậy ha? Ba Mục sao lại thân thiết với anh ta như vậy chứ? À, vậy này không lẽ là tiểu nữ thần sao? Ừ, còn giả vờ nữa. Tôi là anh đi, là fan của cô đó. Tôi đã muốn được gặp mặt cô từ rất lâu rồi. Anh đi, Đỗ Nghị như vậy là muốn làm gì chứ? Hân hạnh quá. Về nhà cháu phải rửa tay 10 lần. Cô xem. Nếu không ngại thì ngồi chung cùng nhau.